từ khi tiền nữ lớn khôn, cứ tưởng mình sanh trưởng tại núi rừng này. Thật ra tiền nữ không biết cha mẹ mình là ai, hiện bây giờ vẫn còn hay đã mất. Té ra tôi đã vô tình khiêu gợi lại một nỗi buồn của thiếu thơ. Đã chung rồi tặng chú lắm sơn, vì tôi tưởng đâu chỉ riêng mình cô đơn. Ôi trời già sao mà quay quăng, chính cho tình nữ được lo nuôi đầu. Bởi duyên cớ nào người thương tưởng tâm ngăn tàn tật, tìm đến nơi quan tịch, dâng cho tiếng nữ đôi mắt ngọc vàng. Cành mai trên đồ chỗ bông đừng ai quá bằng lòng. Hỏi sao trên cành không còn lá tìm, đó là tâm sự của bông mai chào đời. Thưa ân nhân, đã đành sự hy sinh có ý nghĩa riêng của nó, mà khi giải nghĩa rồi sẽ mất hẳn sự thanh cao. Nếu ân nhân đã quyết thì tiện nữ không dám phiền người thêm nữa. Nhưng mai này khi tiện nữ bắt đầu nhìn thấy bướm đùa trên ngọn cỏ, những hòn sỏi con tâm mát dưới khe sâu, và những điểm thu xương lông bạc ngàn dâu, nhà ai thao thức lập lè đèn dưới lùng. Nghĩa là khi tiên nữ đã bước vào cuộc đời chàng anh, lại sống trong đêm dài vô tận, biết lấy ai bầu bạn để quên buồn. Rồi đây trong những cơn chớp để mưa nguồn, khi tắt đèn tối lừa, biết lấy ai mà san sẻ nỗi niềm quạnh cô. Nọ biết ân nhân có còn trở lại lạc họ lắm, hay phải về nơi xứ lạ. Thế tiện nữ có còn gặp gỡ để tiện bề đáp tạ ơn dài. Tiểu thơ quý hồ biết được tiểu thơ có hạnh phúc thì tối đây cũng yên lòng xong để đợi ngài nhắm mắt, hà tất gì phải nói đến nghĩa trọng ăn sâu. Mai này không biết tôi sẽ sống ra sao. Nhưng đã biết mình bắt đầu đáng sống.
một đôi mắt ngóng vàng đâu sống nổi. Tiện nữ lại là một người nghèo khổ, thì lập gia đình chưa dám về dư già hơn ai. Ân nhân, nếu ân nhân cho phép thì sau này tiện nữ sẽ chọn một đứa con trai theo họ của người và bảo với nó rằng đôi mắt của mẹ hiện thời là của ông nội con cho. Ân nhân có công san sẻ một phần máu thịt mình cho tiện nữ thì chẳng khác chi một đấng sanh thành. Xin làm con của ta. Như vậy đám cháu của ta sau này sẽ có tới hai ông ngoại. Còn ta cũng có quyền mà nói với xóm giềng rằng ta có một đứa con gái nhưng mà nó đã theo chồng lập nghiệp ở phương xa. Con thì có một mà thôi, mà cháu tôi có cả bầy. Cháu tôi đứa nào cũng dễ dàng, tụi nó có hai ông ngoại. Chúng nói ông ngoại này phép mắt ông ngoại kia, để cho mà tôi thấy đường. Thấy ân nhân vui lòng, tiện nữ vô cùng mừng rỡ. May ăn nghĩa cho bằng những lời con nói đó. Xuyên Lan, con hãy lại gần đây cho cha sờ lên mái tóc. Ôi mái tóc của con tôi, giọt máu của ai rơi? Xuyên Lan ơi. Ủa mắt em sao băng kính vậy nè? Có người đã tặng cho em đôi mắt. Ai vậy? Đó là bậc đại ân nhân của em. Kìa, tướng cấp Thi Đằng. Hả? Tô Trang Sĩ, đừng, Xuyên Lan con. Không, ông đừng bước tới nữa. Tôi không bước tới nữa đâu. Tôi đã đứng lại đây rồi. Phản chống này thật chẳng mấy xa xôi, mà thâm thầm như trường thành giáng ly. Ôi đường mặt nào ướp trong lời xua đuổi ấy, mà suốt đời tôi ao ước được nghe. Tô Trang Sĩ, đây là tấc lòng của kẻ sắp ra đi, nên trân trọng có đôi lời gửi gắm. Nếu người với Xuyên Lan quả có tình sâu nghĩa nặng, thì tôi mong mỗi núi kia không phai màu ước hẹn, mỗi tuần chân chân dẫn thăm hương thề. Thi Đằng, trong chuyện này đây chắc có ẩn tình gì? Được niềm vui của mạch suối ngầm chảy dưới chân đất sâu, cũng như giữa chúng ta có thể mang một niềm tâm
sự mà không nói nên lời. Đó là thứ ngọc cô đơn mình phải cố mang cho trọn kiếp một con người. Không dám vô lễ mà tò mò thêm nữa. Giả lại đối với Xuyên Lan, người còn là một đại ân nhân. Không, không phải ta thiên, mà đó là bổn phận của một người đối với con. Con người bất thành, tuy mới hai lần gặp gỡ mà ta đã cảm thấy thương mến Xuyên Lan như đứa con ruột thịt. Nếu phải hy sinh đời mình cho nó được niềm vui trong cuộc sống thì ta vẫn vui lòng. Đó là thứ tình cảm riêng tư, không ai biết được nguyên do, cũng như có ai hiểu được loài mây rồng lá chơ cành mỗi một lần cấm nổ đường quang.